Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Mai Nhai tại danh thắng Cũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng ban Giáo dục Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam Miki Nozawa. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Chương trình còn có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Mai Nhai ở danh thắng Ngũ Hành Sơn là một hệ thống gồm 78 văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôn được khắc trên vách đá và hang động của danh thắng Ngũ Hành Sơn. Với nội dung đa dạng, hình thức độc đáo cùng nhiều thể loại văn học của các vị vua, quan triều Nguyễn, cao tăng, trí thức có niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Nguồn di sản tư liệu này có giá trị trên nhiều phương diện, phản ánh nhiều mặt của địa phương và đất nước Việt Nam dưới thời phong kiến. Với giá trị ý nghĩa như vậy, vào ngày 26 tháng 11 năm 2022, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn đã được công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng công nhận Mai Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ngô thị kim yến khẳng định đây là niềm vinh dự tự hào của việt nam nói chung và thành phố đà nẵng nói riêng thêm một di sản văn hóa vô giá mà ông cha ta đã sáng tạo bồi đắp gìn giữ trao truyền lại cho cháu con được vinh danh được cam kết giữ gìn để tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại đồng thời cũng là điểm nhấn giúp giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc điểm đến du lịch của địa phương với cộng đồng trong nước và quốc tế thành phố đà nẵng cam kết sẽ nỗ lực để thực hiện tốt nhất sứ mệnh bảo vệ và phát huy giá trị ma nhai tại danh thắng ngũ hành sơn xứng tầm với vị thế của một di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng chính thức giao trách nhiệm cho sở văn hóa và thể thao ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn và các đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp và các phương pháp để quản lý, bảo tồn, danh thắng Ngũ Hành Sơn nói chung và ma nhai Ngũ Hành Sơn nói riêng với định hướng bền vững, lâu dài và hiệu quả. Trưởng ban giáo dục văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam, Miki Nozawa nhấn mạnh, bộ sưu tập Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn đã lưu giữ những ký ức về sự giao lưu kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội giữa Việt Nam với các nước trên con đường hàng hải xuyên khu vực thay mặt unesco tôi bày tỏ lòng biết ơn đến ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa này unesco sẽ tiếp tục hành động và hỗ trợ các quốc gia bảo tồn và gìn giữ di sản của mình khuyến khích xác định bảo vệ và gìn giữ di sản để đảm bảo về hình ảnh của di sản nhận thức về tầm quan trọng của di sản đồng thời khuyến khích đối thoại và đa dạng văn hóa trên toàn thế giới buổi lễ đón nhận nhằm tôn vinh giới thiệu quảng bá những giá trị đặc biệt về lịch sử văn hóa văn học thư pháp nghệ thuật của mai nhai tại danh thắng ngô hành sơn thể hiện sự tri ân sâu sắc của những thế hệ hôm nay khởi dậy và nêu cao lòng tự hào tự tôn dân tộc góp phần giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước lịch sử văn hóa dân tộc việt nam